Hello các bác nhá. Xả hết lô đồng hồ. Ngày xưa bán đồng hồ rất nhiều, về nhiều đồng hồ sách tay từ đường audio. Cho nên bây giờ về cứ thôi. Năm nay bán xả hết cho anh em. Đấy, tiếp tục một con Echo Driver Citroen này. Con này full dạ quang luôn, 6 kim. Con này đẹp xuất sắc luôn anh em nhá. Toàn 1.8 triệu, 2 triệu mà bán cho anh em 1 triệu bạc thì đúng là quá ổn rồi. Anh em nhìn đường nét này, còn chưa bóc đi lâu, 6 kim. Đấy, kính gửi anh em như video luôn, miễn phí ship cho anh em luôn, long lanh.